Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là mình sẽ thử thách là mình sẽ tô một cái bức tường một mình nha các bạn. Thì mình có cái đồ người của mình nha các bạn. Cái bàn chải các bạn, bàn chải gỗ các bạn. Bàn chải gỗ này. Đây cái bay tàu hồ. Và bàn kéo nha các bạn, là đồ người của mình nha các bạn. Rồi nha, thì mình sẽ bây giờ cho các bạn xem là ở cái quang cảnh của cái nhà của mình là mình xếp lại nha các bạn. Đây các bạn, đây là nhà của mình đây các bạn. Thì mình đang sửa nhà nha các bạn. Thì trong quá trình sửa nhà thì mình sẽ quay lại phong cảnh nhà của mình. Và mình sẽ làm một thử thách là tô nhà một mình nha các bạn. Thì nói chung là cái nhà này là từ khi mới móng cho tới khi mà tô lập ngói ra là tất cả là chỉ có một mình làm thôi nha các bạn. Đó các bạn. Đây là nhà chỗ nhà cầu nhà tắm. Rồi mình sẽ quay cho mọi người xem là cái phòng buồng nha các bạn. Đây là phòng buồng của mình nha các bạn. Thì buổi chiều hôm nay thì mình sẽ tô bức tường đây nha các bạn. Đó, bức tường đó nha. Rồi. Đây nền.
Ôi, mệt quá các bạn ơi. Còn tí xíu nữa là xong rồi. Đây các bạn, chung là tường mình đã tô xong rồi nha các bạn. Đó, đã hoàn thành xong rồi nha các bạn. Rất là phải.